Người thợ Pakistan 70 tuổi chỉ dựa vào tay nghề và kinh nghiệm hàng chục năm là có thể dùng thước kẻ vẽ ra hình dạng của phôi trục khuỷu, cuối cùng là cắt nó ra thành hình. Đây chắc chắn là level cao nhất khi chế tạo trục khuỷu khổng lồ cho máy nén. Trước mắt, nhóm công nhân Pakistan trên người mặc cái áo dài này đang miệt mài tiến hành rèn một khối linh kiện khổng lồ. Thật khó hình dung miếng sắt này vậy mà lại cần nhiều người để thao tác đến vậy. Nhưng điều khiến người ta không ngờ tới là đây chỉ là một bộ phận nhỏ của nó. Tiền thân của nó thế mà lại là một trục khuỷu khổng lồ của tàu du lịch trên biển. Tiếp theo chúng ta hãy cùng mở to mắt để xem công xưởng với những thiết bị lạc hậu này làm thế nào để cắt được trục khuỷu cỡ lớn từ con tàu du lịch này và chế tạo thành trục khuỷu máy nén. Trục khuỷu trước mắt này là do những người Pakistan nhập khẩu từ nước khác về. Trục khuỷu của tàu du lịch sắp bị vứt đi này, bất kỳ ai muốn xử lý nó chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đối với công nhân Pakistan lại dễ như trở bàn tay. Ông lão mặc cái áo dài màu vàng này đang sử dụng máy cắt bằng lửa nhắm chuẩn vào bộ phận trục khuỷu cần xử lý rồi tiến hành phân cắt. Vì thiếu thốn thiết bị phòng hộ nên khi đối mặt với tia lửa bắn ra, họ cũng chỉ có thể sử dụng sẻng sắt để che chắn. Hiển nhiên, làm việc hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác đã giúp họ tôi luyện được bản lĩnh khiến người ta kinh ngạc. Không thể không bái phục công nhân Pakistan. Trải qua vài tiếng làm việc, cái trục khuỷu khổng lồ trước mặt này cuối cùng cũng đã bị cắt thành một vài miếng. Những nguyên vật liệu lúc này đang được cẩu lần lượt lên máy kéo để vận chuyển đến xưởng gia công cách đó không xa. Sau khi đến nơi, một nhóm công nhân đang tăng nhiệt cho nguyên vật liệu lên hơn 1.000 độ. Dưới tác động liên tục của búa hơi, nó có thể được rèn thành những hình dạng như mong muốn. Có điều linh kiện này nếu muốn rèn thành hình, dự tính cũng phải cần đến khá nhiều người. Cuối cùng, công nhân Pakistan với ý chí quyết tâm hơn người đã trải qua 99.999 lần rèn, nguyên vật liệu hiện giờ đã bước đầu ra hình dáng của trục khuỷu. Việc cần làm trước mắt chính là yên lặng chờ đợi cái phôi đỏ rực kia nguội một cách tự nhiên là có thể tiến hành bước gia công tiếp theo. Người thợ trước mắt đang sử dụng thước kẻ vẽ mô hình mình mong muốn lên trên bề mặt phôi. Trục khuỷu này có hình uốn lượn, vì vậy nếu muốn gia công thành hình thì cần phải vẽ ra chính xác hình dáng của nó. Nhưng kiểu vẽ dựa vào cảm tính thế này thực sự đã khiến cho tôi đứng hình mất 5 giây. Có điều khi nghĩ lại, đây là ở Pakistan, tôi cũng không ngạc nhiên mấy. Suy cho cùng thì việc những người thợ ở đó có tay nghề cao cũng không còn xa lạ gì. Sau khi cắt khối trục đúng theo các vị trí đã vẽ, tiếp tục dùng búa để đập, hình dáng của trục khuỷu đã hiện ra rồi. Lúc này, nó còn phải được xe lửa vận chuyển đến địa điểm gia công tiếp theo. Đừng coi thường con lửa thân thể gầy còm này, sức lực của nó hoàn toàn có thể đánh bại những con đồng loại. Công nhân lúc này đang cố định trục khuỷu vào máy tiện, sử dụng khoan điện khoan một lỗ tâm trên trục khuỷu để tiện cho việc cố định nó lên máy tiện hơn. Sau khi xử lý xong, đo đạc lại vị trí lỗ tâm của nó một lần nữa, sau đó đổi hướng rồi bắt đầu gia công đoạn trước của trục khuỷu. Gia công xong xuôi, lúc này đến công đoạn của người thợ già dày dặn kinh nghiệm khác. Ông ấy cẩn thận đánh dấu trực tiếp lên bề mặt của trục khuỷu, sau đó liền bắt đầu tiện gia công, rồi lại tiếp tục đặt trục khuỷu sang một máy tiện khác. Cố định xong, người thợ già lấy ra một mẩu giấy bên trên viết toàn số má rồi lập tức dùng phấn viết lên mặt bên trên, dùng thước kẻ đo lại một lần nữa. Hiển nhiên trình độ gia công bộ phận này nếu như so sánh với lúc trước thì phức tạp hơn nhiều. Tiếp theo, bắt đầu tiến hành tiện bộ phận thanh nối ngang của trục khuỷu. Sau khi gia công xong, trục khuỷu hiện tại rõ ràng đã sáng sủa hơn trước kia rất nhiều. Nhưng lúc này nó còn thiếu một bước gia công cuối cùng. Đặt lại trục khuỷu về máy tiện thường, tiến hành tiện cho cổ trục tăng thêm độ chính xác. Tiếp theo, khoan một lỗ nghiêng ở cổ trục. Cuối cùng, tiến hành mài bóng các góc cạnh của trục khuỷu. Như vậy, một cái trục khuỷu của máy nén đã được chế tác xong. Video đến đây là hết rồi. Lưu ý, nội dung trong video đã được thêm thắt, biến tấu một số chi tiết để lôi cuốn hơn. Đừng quên like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.